Nếu như trước đây người già cũng như trẻ nhỏ đều mong đến ngày Tết để được may quần áo mới, được ăn uống đầy đủ hơn ngày thường, thì nay cuộc sống sung túc hơn, người ta không còn coi trọng chuyện ăn Tết mà chủ yếu là chơi Tết. Ngay tại thành phố Vinh, các hoạt động du lịch chơi xuân cũng đã được diễn ra, thu hút đông đảo du khách đến trong dịp đầu năm mới. Nếu như các năm trước, vào dịp Tết, gia đình chị Phòng Thanh Hương đến từ Hà Nội chỉ biết quây quần tiệc tùng trong gia đình, thì năm nay gia đình chị đã chuyển hướng sang xu hướng du xuân. Vì theo chị, du lịch là để khám phá cuộc sống theo cách riêng của mình, là dịp để gia đình đoàn tụ, yêu thương, gắn kết nhau hơn. Bây giờ cái xu hướng kinh tế nó phát triển thì là ăn Tết nó không là quan trọng nữa, mà nó là chơi Tết. Thế gia đình nhà chúng tôi chọn địa điểm dừng chân đầu năm là quê hương của bác, vì lý do là cái thứ nhất là đầu năm là các con nó được nghỉ học và chúng tôi cũng được nghỉ làm, là thời gian nó dài, cho nên là đưa các cháu về quê bác để cho các cháu tìm hiểu về cội nguồn của đất nước. Hiện nay đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán đang là xu hướng của không ít gia đình trẻ. Họ cho rằng ngày thường làm việc bận rộn, vất vả, ít có thời gian đi chơi, nên tranh thủ những ngày nghỉ Tết đi du lịch để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa các vùng miền của đất nước, cũng như để các thành viên trong gia đình có khoảng thời gian bên nhau. Nghỉ ăn Tết ở nhà rồi bây giờ phải đi chơi Tết. Đấy là cái quan trọng, là một dịp để cho gia đình, để cho con cái, để cho vợ chồng, để cho anh em có thể là cuối quần để mà ngắm nhìn phong cảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp như thế nào. Nhu cầu du lịch dịp Tết tăng cao nên thời điểm này không khí ở các công ty lữ hành hết sức hối hả, khẩn trương. Hầu hết các công ty đều tăng từ 10 đến 30% công suất so với ngày thường. Tại công ty đầu tư du lịch Phúc Group, lượng khách đăng ký du lịch chơi xuân trong dịp Tết cổ truyền năm nay tăng đột biến với 12 đoàn, gần 400 lượt khách, tăng 160% so với năm ngoái. Với cái sự phát triển ngày càng đạt được nhiều cái giá trị của kinh tế xã hội, thì đời sống mỗi người dân được nâng cao, cái giá trị tích lũy và chất ngày càng lớn. Cho nên người dân từ chỗ ăn Tết thì bắt đầu sang một cái xu hướng mới là chơi Tết và nghỉ Tết. Và từ đó thì người ta bắt đầu biến những cái dịp Tết trở thành một cái nghỉ, một cái những cái chương trình tham quan, dã ngoài, khám phá. Tết đến xuân về trở thành một cái thời điểm hot, một thời điểm nóng đối với ngành du lịch. Năm 2017, Nghệ An phấn đấu phục vụ 3 triệu 600 lượt khách lưu trú, tổng thu từ du lịch đạt 2.560 tỷ đồng. Sự điều chỉnh khá nhanh, mạnh và bền vững này trong xu hướng chơi xuân ngay những ngày đầu năm sẽ tạo ra nền tảng phát triển ngành dịch vụ một cách chuyên nghiệp, bền vững hơn.